Đây, 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 đi ra, đi ra, đi ra. Cứu tôi, cứu tôi. Ok. Akali bốn nhân giả đi. Bốn nhân giả thì khó. Xài một con thôi thì dễ. Bốn nhân giả thì khó đạt được thôi. Akali thì hai nước mắt, một vô cực, một vút rồng hoặc một kiếm súng. Ồ. Rồi. Bây giờ chỉ việc kiếm BS thôi các bạn ạ. Hợp lý rồi đấy, ván này test hợp lý rồi đấy. Lùn. À, hợp lý rồi đấy. Kha'Zix 3 sao thôi, Kha'Zix 3 sao chí yếu lắm. Không phải chúng ta test Kata cũng được. Kata bản này mạnh. Kata cầm cái đồ chí mạng kỹ năng với lại vô cực với lại hai cái nước mắt. Bây giờ nó xoáy cho mà coi, chắc cũng kinh lắm. Nó đánh thường cũng đau mà nó xoáy chắc cũng kinh. Ôi mẹ, lại lùn này, Varus nữa này. Ôi lùn nữa này. Lùn làm lùn lốn. Test lùn. Lùn thì cái Kennen là phải cầm giáp thiên thần vô cực với cái đồ đấy thì Kennen mạnh mạnh vãi. Cộng thêm con TS đằng sau hợp lý không? 6 lùn 3 AP. 6 lùn 3 AP để con TF. Gậy nè. Thôi vậy ván này mình có gậy với cái này rồi, bây giờ mình lượm cái BF nữa thì mình không test ấy đâu. Mình không test cái The dark should feel me. Làm lại cái giao án nãy đi. Làm lại cái giao án hiệp sĩ đi. Là làm lại giáo án hiệp sĩ, hai là làm lại giáo án lùn, làm giáo án lùn với lại cái nen. Cái nen lùn vô cực, lùn lùn cái nen, ghép một con thần lùn, ba lùn, sáu hiệp sĩ, ba lùn, cái nen vút rồng vô cực với lại găng bảo thạch à, lại đéo có bút máu nhỉ. Raven thì đâu cần chí mạng kỹ năng, Raven cần vô cực thôi. Nhưng mà Raven gặp lùn là chọi, đâu có được. Raven gặp lùn chọi là bó tay, đâu có chọi được.
Ôi đây. I know what lurks in the shadows. Căn phải nào, cái nen này. Cái BF nó thôi là nó thôi rồi đấy, nó bắn thấy má luôn. Ừ, vẫn lượng trước. Đây rồi, đây rồi. BF hoặc là cái này cũng được. Rồi, nó lượng cái đấy rồi. Chặn không lại nó rồi. Đây, BF. Đó, thêm cục vàng. Rồi, rồi, rồi. Đây, anh em chuẩn bị xem này. Siêu vá rợt này. Chuẩn bị xem super vá rợt. Bắn nát thở hết. Ta dùng gan bảo thạch được không ăn được, nhưng mà nó lâu lên mana em ạ. Em giận em xài gan bảo thạch với lại cái vô cực thì nó lại lâu lên mana vậy thôi, chứ xài thì xài được. Đấy, hai món chấn phái rồi, chúng ta cùng xem, chúng ta chuẩn bị cùng xem gọi là khả năng chí mạng của bé Varus. Varus mà không lên 3 thì các bạn chuyển sang xài Brain ngon hơn. Xem này, xem này. Ui, một ca sấu. Ui, một ca sấu. Má ơi. Mày à. Phê thế nha. Miss Fulton với hai món này thì sao? Thì nó bá đạo chứ sao. Và rớt. Và rớt. Cái nem kinh khủng cái gì ở đây. Phê không? Phê không? Phê không? Phê chưa? Phê chưa? Phê chưa? Phê chưa? Phê hay chưa? Phê nói một like thôi. Cái này mà thêm cái Yumi nữa cơ. Xong kẹp Morgana vào cho cầm giác thiên thần, lấy Yumi, xong rồi lấy Karthus. Là chúng ta có 3 AP, 2 ma, 4 hiệp sĩ. Thì nó quắn một cái là nó đánh địt một cái là bốc cả mẹ nó hơi hết. Úi dồi, ôi má ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Và rớt nó cầm phế hơn, không phải là nó phế hơn hay là không phế hơn, mà bạn hãy phải hiểu là con nào lên mana nhanh bằng con Varus đâu. Bạn kiếm con nào lên mana nhanh bằng con Varus dùm tôi cái. Bạn những con khác nó mạnh hơn nhưng nó tích mana cực lâu, chẳng hạn như con rồng và con Brain tích mana bao giờ. Thằng Varus nó có 75 mà nó bắn nhanh. Ông con rồng ông có lẽ phải ông khàn được một cái, con Varus nó bắn được hai cái mẹ ơi, đúng không? Không phải hiểu được cái này mất cái kia chứ. Akali lên nhanh hơn, mình biết Akali lên nhanh hơn nhưng nó đơn mục tiêu. Bọn chọn Akali nó đơn mục tiêu. Thằng này là
đa mục tiêu. Rồi đó, mang cái gì luôn. BF đây này. À, BF này để ghép giáp thiên thần cho Morgana. Bán con này đi, dẫn tiền cái. Tích tiền là tích tích. Tích tới bến luôn. Rồi. Được cái giáp thiên thần Morgana rất là quá đẹp trai. Ui rồi ôi, thôi xong. Ván này là hiểu rồi đấy. Ván này là ván hơn 3 rồi đấy. Hiểu rồi đấy. Alo. Ajinomoto. Cái mồm như cái bồ. Akali gặp ma vũ song kiếm thì sao? Nó cứ xài chiêu có thằng ma vũ song kiếm đâu có trúng đâu. Akali nó đâu cần đồ này, Akali nó chỉ cần vô cực thôi. Chiêu nó chí mạng sẵn rồi ra. Ngứa mắt. Trời ơi, một tên là quét hết map. Một quả tên quét sạch map. Đang gọi là xuyên tâm tiễn. Rồng rủng thì cũng chết thôi. Ông cứ nói, ông kiếm được con rồng 2 đi rồi ông tính không ạ? Mấy ông nói hay lắm, mấy ông kiếm được con Soul 2 đi. Mấy ông kiếm được con Soul 2 thì mấy ông tới đâu rồi? Nát tới đâu rồi? Tôi hỏi khi mấy ông kiếm được con Soul 2 thì mấy ông nát tới đâu rồi? Vậy thôi. Khi bạn kiếm được con Soul 2 là bạn nát tới đâu rồi? Bạn nói mình nghe. Đơn giản thôi, bạn kiếm được con Soul 2 thì bạn nát tới đâu? Mẹ nát tới nhà chính chưa? Nếu nó thì hay lắm, bây giờ kiếm Soul 2 đi. Giết được con Soul 2 nát chưa? Nát mẹ rồi. Mày đánh ai? Mày đánh ai? Thì đó, Varus 2 nó dễ kiếm. Nó đi với Morgana dễ. Mình thì tính đường nào đơn giản dễ thôi. Đơn giản dễ chơi bạn ạ. Các bạn toàn tính đường là khó chơi không mà chua chát lại lên ra. Mình tính đường dễ thôi. Ai chả biết con Soul 2 nó mạnh hơn con Varus. Con 4 tiền với con 2 tiền so sánh kiểu gì. Nhưng mà Varus 3 thì phải xài Varus. Còn khi nào phải Varus không 3 xài Brain cũng được. Rồi nó lấy mẹ con ass rồi. Thôi chắc tôi lấy cái gậy quá. Gậy 1 đồng cũng phải lấy. Cái gì tí ghét Yumi các bạn ạ. Để tí này ghét Yumi. Hoặc là cuồng đao. Không Yumi thì cuồng đao. Cứ cho Varus gậy đi. Ra cung thì ghét cuồng đao. Không ra cung thì mình ghét cái khác. Kiếm con Morgana khó đấy nhỉ. Knowledge is my limit.
Đây à. I shall show them what it is to fall. Bảy trăm bảy mươi đam nè. Không. Ui dồi ôi, ca chín đam. Ui, ca chín đam lận đấy. Người ta gọi là một ca chín đam đấy. Nhưng lên phải thay hôm nay. Trời, con này mà level 3 cần gì thay đồng không? K8 máu đâu phải dễ chết đâu. Đây, cho mấy ông chiêm ngưỡng sức mạnh của 3 AP nữa này. 3 AP là 990 đam. Và rất hay. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng sức mạnh coi xem nó mạnh cỡ nào. Rồi, tôi sẽ ngưng ở chết 7. Rốt. Yumi cuồng đao nào lợi hơn, cái nào cũng lợi hết. Cuồng đao là bắn nhanh, bắn thường có đam. À, đủ phá đồ rồi. Không mà đợi mình gồng ulti thì chắc nó cũng đủ rồi á. Ui, 2k4. 2k4 anh em ơi. Ta gọi là 2k4 đam đấy. 2k4 đam. Nó gọi là 2k4. Nó bắn một cái là má nhìn không ra luôn. Má dù mì nữa thì chắc 3k. Và rớt 3 chắc là 4-5k. I shall show them what it is to fall. Alo, alo, alo. Ôi bờ rên bờ rụng gì, Varus tao gần 3 rồi mà bờ rên bờ rụng cái gì. Được không? Được mãi lên. Varus mũ hả? Mũ thì cũng được. Bạn ghép Yumi lợi hơn mũ chứ, bạn được 3 con AP mà vẫn được giữ được 4 hiệp sĩ và lên mana nhanh hơn. Ôi Yumi này, một cái đạt mẹ tiền nè. Đấy cái nồi à. Ồ, đấy. À, cái này không ngon. Cái này không ngon. It's all in the cards. Cái này không thích. Cái này không được ưa chuộng cho lắm. Và rớt. They will know regret. Cái này ra nhiều nhỉ. None can hide. Though many try. Ôi, chỉ được 2 này. Rồi ôi, kịp bắn là thấy mẹ nó rồi. Bắn một cái là thấy mẹ nó rồi. Chỉ muốn TF2 coi. Còn con này 2 với TF2 cái. Mình để chết 7 mới dễ run ra Varus 3 này các bạn. Cây xa không cần, hay gì bắn. Nhiều gì bắn. Đấy rồi. Regret. Mò 2 với Varus 3 coi. Đấy ơi. Em ơi em ở lại. Ở lại với anh đi em ở lại. Bây giờ mà nó Yumi nữa thì má nhìn không ra nha. Ui ê, 2k7 mọi người ơi. Nó gọi là 2k7 đam với 10 nhát đam tròn luôn, kinh vãi nơi.
đấy là chưa đủ 3 AP ấy nha. 3 AP thì cứ thêm 40% của cái 2k7 đấy đi. 3k7, 40% đó là 3k7. Bây giờ mình thích mình ghét cái xe ke cho cái con kim rẹt đứng kế bên cũng được cho đánh nhanh. Thôi up chết đi. Cho test thử đội hình nhận giả con hoang dã. Cái đấy mình suy nghĩ hôm qua rồi. Mình đã suy nghĩ tối hôm qua, mình nằm suy nghĩ rồi. 4 nhận giả, 4 hoang dã. Ở chết 8, bạn có được 4 nhận giả và 4 hoang dã. Có 3 sát thủ luôn. Nhận giả là con Z đấy, là con Akali, nó là sát thủ sẵn rồi. Thì 4 nhận giả, 4 hoang dã là chết 8. Ê, thua kìa. 4 nhân giả, 4 hoang dã là chết 8. Là 4 nhân giả, 4 hoang dã, 3 sát thủ. Nhưng mà đội hình đấy khó lắm bạn. Rồi, chúng ta cũng có tăng, có giáp tinh thần cho Kennen, giáp tinh thần di trực tội cho Kennen đi. Rồi Sen cũng là tăng. Thì ok, nó cũng ngon. Ôi Morgana kìa. Morgana với lại cung. Mình nên lấy cung hay lấy Morgana đó. Morgana thì lên được Morgana 2 cầm quỷ thư à. Morgana 2 cầm quỷ thư có lợi không ta? Thôi lấy đi. Mình cứ lấy đi. Lấy Morgana 2 cái, cầm quỷ thư cũng được. Sao đâu. Ôi cái này. I shall show them what it is to fall. Thằng đờ mờ. Má lúc kiếm thì không ra, lúc xài thì đéo hết á. Vãi cái nồi á. Thiệt tình. Á bây giờ kiếm đâu ra cái giáp mà không có giáp cho Morgana là lì nè. Tổn thương sâu sắc thật. Bài săn. Ui có 600 vậy. Không chiếm ngưỡng được sức mạnh. Bây giờ mà cái đao chim nó ra cái thìa nó thì tuyệt vời. Sở quên bây giờ bị nếp lắm rồi. Con chim bây giờ ngon lắm này. Tao còn đánh 0.8 này anh em thấy không. Đây con chim bây giờ các bạn cứ cho nó cầm Soji là nó mạnh cực kỳ, mạnh lắm. Thôi bây giờ mình nói thiệt là mình đang thừa đam và thiếu tăng đấy. Nên mình sẽ cho 4 hiệp sĩ vào. Mình đang thừa đam và thiếu tăng. Mình sẽ cho 4 hiệp sĩ vào cho nó trâu. Bán ra đi hết đi. Khi nào có Yumi thì mình quyết định chơi 3p, còn không có Yumi thì vứt. Khỏi 3p. Giờ ra cái thìa Yumi cái là quá đẹp. 3p. Giờ ra thêm găng tay thì Senju sẽ cầm hai găng tay. Ôi nó mang mình luôn rồi kìa. Ôi đẹp má mình chết trước khi mình kéo cung á. Ghét nha. Chết trước khi kéo cung. Đội hình mình cũng yếu lắm, toàn tiểu học không à, đâu có mạnh đâu. Ngoài con Varus 3 là có cái mẹ gì đâu, toàn level 1. Bây giờ nè, chỉ cần được Yumi lên chết 8, thảy con này vào. Ôi xôi, nó nhẹ nhàng. Còn không được Yumi thì phải thay con này bằng Cathed rồi thảy con TF vào. Là nhẹ nhàng. Chúng ta có 3 AP. Thì con này sẽ cầm cuồng đao hoặc là nón. Má nón thì thừa đam lắm. Mà nói thiệt, một bắn con này là thừa đam lắm rồi ấy. Nó thừa đam quá rồi ấy. Bây giờ chỉ mạng lên nhìn cho nó đẹp thôi. Xem tối đa được bao nhiêu đam. Chứ thực tế là nó thừa lắm.
cho đẹp thôi. Trời má, 3k3 thiệt. Thiệt rồi. Ôi thì hai giáp luôn. Ôi dồi ôi, cuộc đời nó đẹp. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Thôi bỏ mẹ. Thôi chơi game làm gì? Làm gì hả trông? Chơi game làm gì? Găng tay băng giá cho con nào ta? Cho mẹ Morgana đi cũng thôi. Morgana cần duy trì trục tội. Găng tay băng giá bây giờ cái này là cái né đòn. Thôi cho đại Morgana đi. Cũng được 20% né đòn đấy. Né được thì... một ngàn sáu trăm đam chỉ mạng 300% là 4800. Wow, 309 đam. Ôi trời, mày thử vút đồng nhỉ, vút đồng là vút đồng là bao nhiêu đam? Ôi 187, từ từ chưa làm lại cú nữa. Vút đồng để xem vút đồng chịu nổi bao nhiêu đã. Ui vút đồng mà còn 600 nữa, mày tưởng mày vút đồng là mày ngon hả? 309 đam. Alo, 309 đam một phát bắn tao nào chịu nổi. Alo. Bây giờ là up mấy con level 2 thôi. Ui dồi ôi, má nó ra đồ. Nó ra đường. Đồ này mà đưa đứng level 2 chắc ghê nhỉ. Chặt chặt. Xò chết một thằng chặt chặt. Xò chết một dàn. Đứng level 2 mà cầm cái này cũng kinh. Nhưng mà thôi, và đất 3 mà. Mua đéo đổi. Là con kêu thay đây thôi, con kêu thay con này thôi. Trời ơi má, 3k9. Nhìn mà nó phê lòi mắt. Ui, ra ba cái thằng xài vút rồng hộ ấy. 3k9 đam vút rồng bây giờ chỉ đỡ được 75% thôi. 75% của 3k9, còn 25% của 3k9 là nhiều. 4.000 đi, 25% của 4.000 là 1.000. Vẫn ăn 1.000 đam như thật. Như thường. Bạn vẫn ngay 1.000 đam như thường. Con Darius hồi nãy là nó cầm nhiều đồ kháng phép ấy nhỉ. Chứ như mấy con rồng là nha 1.000 đam. Tôi mà bắn vô mấy con rồng á, mấy con mà có búp rồng á là 1.000 đam. Còn bắn vô những cái con mà khoảng 900.000 đam, còn bắn vô những cái con xài búp rồng thì nó có hai cái kháng phép nữa. Thì nó với lại hồi nãy thằng kia là 2 kháng phép và 1 phong kiếm là nó 3 kháng phép. Nó có 60 kháng phép nên bắn được 600 mấy. Còn thằng nào mà xài rồng không bắn cũng được, bắn cái cũng gần hẹo rồng. Thậm chí là hẹo luôn. Ui dồi má, nhìn cái 3k9 máu mà nó phê. Ui dồi ôi. À, nhìn cái đam của nó kìa. Phê không em, phê không phê không? Lại chả phê. Phê lòi mắt. Ôi kêu cầm cái đồ kìa. Mà kêu mà còn cầm cái này nữa. Ê, mình lấy cái này được nè. Mình lấy cái này xong mình lên chết 9 rồi mình úp mình úp cái gì ra? Mình úp 6 hiệp sĩ được nè. Lấy cái này cho con thôi được, lấy đéo nữa. Thôi lấy giáp máu đi. Solari đi. Mình nghĩ mình nên lấy Solari. Lấy Solari để làm gì? Cho dành trước trầu trầu tí. Đưa Solari cho con Senju đi. Đưa Solari cho Senju này. Dành trước mình sẽ trầu thêm được một tí. Đưa con này lên trên cũng được. Thôi bây giờ mình còn kiếm MOBA nữa. Tiếp 3 MOBA rồi. Tiếp 3 Morgana 3 cái kiểu thôi. Nè Darius, Darius nè. Rồi bài xanh luôn rồi má ơi. Đó, 3k9. Nè, cho Darius. Darius, à hụt rồi. Bắt thường mày chết. Ai nhìn nó phê quá.
Phải không? Trời ơi, tôi nói rồi. Cái combo này là mình đã nghĩ từ lúc mình đọc được cái bản cập nhật 9.19 từ hơn một tháng trước rồi. Tầm vài cả tháng trước mình đọc là mình đã suy nghĩ tới cái việc ghép những món đồ này lên rồi. Và đúng vô đúng với những suy nghĩ của mình luôn. Nó rất đúng với những suy nghĩ của mình, nó quá bá. Đồ lỗi vãi lìn luôn ấy. Tôi chấp ông mẹ xài bút rồng luôn, bắn nát bút rồng luôn. Carry thì được bao nhiêu máu? Ngàn máu, bắn mà không có bút rồng, bắn cái 700. Cũng ỉa mẹ ra còn được chơi gì nữa. Này nhìn con pan này, thử bắn pan hay con rồng này. Thử cái này. Senju 2 không có luôn trời. Đây đây. I was forced by winter. Kiếm Senju 2 nhá, ngon lành á. Đây hôm nay mình có bị dị ứng với con kêu sao? Chả ra con kêu nào. À thằng này khóa đồ này. Khóa đồ xích cái này ra. Xích cái này vô giữa đó. Chúng ta tránh bớt được khóa đồ. Không xích con này ra ngoài cùng này. Đó con này vô giữa, chắc con này lên đây. Rồng với đạn ui bắn rồng 4K3 nam. Tiếp. It's all in the cards. Con gì ba nó cũng lợi hại hết. Bọn này nó có khóa đồ. Con TF này xài trong đội hình này nó rất là lợi nha. Là nó búp mana cho con này bất tử sớm. Nó chỉ cần ném bài xanh con này bất tử. Nhẹ nhàng. Bay gặp hai cái gì khổng lồ và một cái cục đao bắn phát 42% máu chuẩn. Rồi ông gặp luôn nó bắn kiểu gì? Ông gặp luôn nó bắn kiểu gì? Thôi má. Nhò nó bắn cái thấy má luôn. Diệt khổng lồ gặp luôn nó bắn cái gì không nói tôi nghe. Meta này meta của mấy thằng quần què lùn đó nha. Ông gặp luôn nó bắn nổi không? Nói hay lắm, gặp luôn bắn hộ cái. Bắn bằng răng. Hồi nãy tôi vừa cho Lucian cầm hai cái dịch khổng lồ là cần đéo phải vay. Đã cầm dịch khổng lồ thì con nào tốc độ đánh cao là ngon. Chẳng hạn như là con cho Kai'Sa cầm hai cái dịch khổng lồ. Quá đồ. Bất tử được rồi nha. À bất tử được, mình phải đổi gấp các bạn ạ. Bất tử được nhưng mà nó phải bắn đúng góc mới ngon được. Với lại con Senju mình lên 2 đi. Là đẹp. Có bi 2. Mình ốp được cái dàn hiệp sĩ lên 2 hết là bắt đầu khỏe. Giờ tanh mình chưa đủ. Của cái ông này tôi đổi góc của bên này đi. Của nhà anh Senju qua đây, Bobby qua đây. Này qua đây, này qua đất qua đây. Tiếp qua đây, này qua đây. Này qua đây là xong chứ gì. Trời má. Đi luôn. Nó đã kéo cung là không thằng nào có thể sống nổi trên cái đường bay của cái cung. Nhất tiễn là nằm.
Ta gọi là xin tâm tiễn mà. Cái xin tâm tiễn quá lực, ui vô cực nữa cả. Má thằng, cái thằng củ lề này nó vô cực cho con Raven thì nó chọi này. Ít có gáp lắm. Cầm lặng kìa. Mình lấy con gì ta? Chả ốp được con gì hết. Mình lấy con nào 5 đồng với cái gậy à? Đại đi. Găng tay ở găng tay cũng được. Morgana một con nữa đúng không? Một con Morgana, một con TF. All in the cards. Một Morgana và một TF, cho con TF đi. Cái này cho TF. Ôi cho con nào bớt khóa đồ đi, con Garen này. Đứng qua bên này này, đó, cho nó vậy đi. Cho nó bớt bị khóa đồ các bạn ạ. Gặp cái thằng khóa đồ khó chịu lắm. Mỗi thứ một con này. Mỗi thứ một con là mình mặn rồi. Yasuo này, Raven này, trời ơi nó bắn 17.000 đam, phát nào 17.000 đam không? Nhìn thấy gọi là đứng chán luôn. Cái xa cái súng ta không cần. Nào, cái dàn dưới này này, ra con gì cái đi. Sigourney, Morgana tiếp. Trời ơi mỗi thứ một con á. Lấy 4 hoàng giả đánh luôn rồi thì biết rồi, là lấy 4 hoàng giả đánh luôn rồi. Nhưng mà 4 hoàng giả kẹt theo con bay nó thì đội hình ông giấy. Vậy thôi. À giờ ông khóa đồ ai? Ok khóa đồ của đấy đi. Này bố láo. Bố láo. Dạ, hai toàn. Ôi nó xét ngon, ma đi mà nó xét cực tuyệt vời. Không có nào hết. Nó xét cho này. Xét cho Bobby luôn, chắn khóa đồ. Nó xét cho Bobby ở trong góc. Senju đứng giữa. Là chúng ta chắn được khóa đồ. Sứ giả này 4.300 ra. Có gì không? Đây một con Bobby nè, xích con này qua, xích con này vô trong góc, con này vô giữa, đấy, bước được hết cả lũ. À, trong góc này đứng mẹ đi, bánh xéo quá. Su 2 kìa. Trời ơi một đường thẳng nha. À đù gắt. Gắt qua. Thằng này lấy được. Ui thằng này nó lấy được ma vũ rồi anh em ạ. À. Thằng xạ thủ đi rồi. Không, thằng này chết với thằng xạ thủ à. Senju 2, rồi ngon. À, chờ con Senju 2 tư tết tới giờ. Đâu. Chết mẹ ơi. Nó đổi. Ê, chưa ăn liền nha, cũng chết hai con nha. Bớt đùa nha. Chết hai con hơi vị trí đấy.
À, đổi vị trí à? Ok, đổi vị trí, ngon. Tiếp. Tiếp. Garen. Garen kêu, Garen. Đổi cái lề, nó mày đổi đi. Bút rồng luôn, lấy cái bút rồng cho nó lấy cái nó xét đi, mình không lấy bút rồng mình toang á. Mày tin lấy kháng phép, ai cho mày lấy kháng phép? Nó tin lấy cái kháng phép, không cho nó lấy, mình không xài mình không cho nó lấy. Bút rồng mình cho TF, xếp TF xuống rồi xong đó, bớt khóa đồ đi là được. Thôi bây giờ chả làm gì nữa đâu, ngồi AFK thôi. Giờ sao đổi đi, mày đổi đi. Đổi như nào? Mày rồi nha, thẻ đỏ ra ngoài sân. Mày thấy TF bốc thẻ đỏ chưa? Ra ngoài sân, ra ngoài sân đấy.